Vô, tới giờ hạt rồi, tới giờ trả bài rồi. Chung đánh nhá, tập trung đánh nhá. Anh em nhấn like, subscribe kênh cho tôi nha. Ai chửi mắng thì ta giả. Ây da. Ồ, cái đầu. Ừ, gần nó không lát. Trời, mấy cái thằng này gần nó găng là chơi gần nó luôn, gần nó lỗ lát đâu. Có gì đâu sợ. Trời ơi, nó vô đánh gần mình chứ. Trời, không có xì mai sao ăn. Trời ơi, trời ơi. Phải gần. Sao mà không có xì mai vẫn ăn con cua được vậy? Đánh vậy sao bắt chơi? Dạ. Không có xì mai nó bên ra con cua chứ. Mấy nồi chi bà đang win lên nè. Không sao, không sao. Rồi sao ăn mạng vậy? Không dùng mạng luôn chứ. Đây là fanboy của Phong Vân Kiếm. Đây auto Phong Vân Kiếm luôn. AD Lenin mà. AD Lenin là phải Phong Vân Kiếm á. Phong Vân Kiếm Lenin mạnh lắm. Trời ơi tết tướng luôn quá trời. Đậu xanh nó chơi game. Ghét mấy ông này ghê á thiệt á. Chơi game không có trách nhiệm gì hết à. Phiên bản mới rồi còn test nữa để người ta lên trên AD coi. À, không chơi, không xài chơi đúng mù mắt luôn á. Không biết chơi đâu. Xong năng rồng mình nó chết rồi kìa. Xuống bóp luôn hả trời. Má con anh đi. Con gấu anh đi giết cho tôi chết anh em ạ. Chơi Saya mình gặp mấy đội hình bên kia nó đam không nè. Nhìn đội hình bên kia nó đam với lại kiểu mấy con mà lướt lướt á. Mấy con mà kiểu CC mà Oni mình giết mình á. Thì mình lên Phong Vân Kiếm món 2 nha. Còn nếu mà team kia nó kiểu mà mình không cần lên cung để mình sống sót hay là mình để mình gây đam á. Thì mình lên cái đảng đao. Nhưng mà món đầu vẫn phải lên Phong Vân Kiếm trước nha. Món đầu mấy ông có thể lên Phong Vân Kiếm hoặc là lưỡi hái. Nhưng mà tôi thấy cái Phong Vân Kiếm này ngon. Với cái bước chân này là sẽ điểm hot phiên bản mới đó. Tôi không thấy mấy AD kia cầm nhưng mà tôi cầm trước. Hôm này meta tới giờ bước chân lỗi lắm anh em ơi. Nhìn bước chân tôi nó lợi hại phải nồi. Ủa vẫn còn tôi luôn kìa. Nhưng mà nó phải chết. Nó quy ra rồi mà vẫn còn tôn kìa. Tôi gờ lên tôi counter vẫn còn tôn kìa. Vậy là phải để nó bay vô người luôn hả ta. Mình
nói chung là tùy mấy ông đánh á, ví dụ như mình gặp mấy kèo mà mình cần để lên á, ví dụ như cái Linh Lút hay là Kama, SQ Kama đó, thì mình lên cái lưỡi hái để mình có mana mình sẽ bam chiêu á, hoặc là mình muốn dùng đam thì mình lên này, còn mình quýnh thái diều này nọ chỉ số cao hơn thì mình lên phong một kiếm. Tưởng cho vào chỗ anh em quýnh chị để nào, nếu mà mấy ông lên phong một kiếm thì mấy ông cầm bước chân nha, còn mấy ông lên lưỡi hái thì mấy ông cứ cầm nhiệt độ thôi. Cái bước chân với lại cái phong thần kiếm nó có stack với nhau á, lên mới ngon. Chứ là lưỡi hái thì không cần cầm bước chân đâu. Cô bạn không lát. Qua đây. Ok. Rồi 3 2 1. Có mặt bạn. Là cho có không khí siêu. Là cho nó không khí siêu. Móng bài tùy mấy ông thôi. Nếu mấy ông đánh cẩn thận thì mấy ông lên nó thủ. Nếu nó tăng cơ là móc diệt. Còn game này tôi muốn đánh lấy đam cho nên tôi lên lưỡi hái. Phải đúng ra tôi không cầm tẩy, tôi phải lên khăn á. Tôi phải lên khăn, cái khăn mới được buff. Khăn được buff cái gì ta? 5 kháng phép à? Bèo nha. Đồ mạnh điên. Đồ này WE có cái khi AD nó gần nửa cây luôn á chứ. WE Kennen này chắc 400 máu. Chúc mừng 100k sắp nha. Cảm ơn nồi em nha. Giữ tiền. Món này mình sẽ lên giao điện hoặc là đại bác nha. Tìm nó tay dài cũng nhiều á, chấm lên đại bác. Đại bác bây giờ cũng có đam. Hút máu thì lên gì á? Hút máu thì lên huyết kiếm á. Cái nỗ tử thủ hút máu không có nhiều đâu, nỗ tử thủ hút máu phế lắm. Nỗ tử thủ chủ yếu mình nếu mà mình lên khi mà mình sợ chết á, lấy cái siêu thôi chứ cái nỗ tử thủ hút máu xịu à. Không, thật ra là móng ba không có lên lửa hái nha. Giỡn. Lửa hái phải lên từ đầu. Độ chuẩn là chắc lên phong thần kiếm đầu tiên. Phong thần kiếm xong rồi cung hung linh hoặc là đảng đao. Rồi lên đại bác. Đại bác cùng cung gì đó. Tự nhiên lên đảng đao quen rồi, giờ bắn không có hồi chiêu nhìn thấy sao sao nha. Bắn không hồi mấy chuyện này nhìn thấy sao sao nha, quen cái đảng đao rồi. Có thể làm tốt hơn không? Vậy là tốt nhất chưa? Vậy là tốt nhất chưa? Hay da. Phải nói xử lý là cũng hay lắm rồi, nhưng mà muốn giết 4 thì phải hay hơn nữa. Bình thường làm được á. Hôm nay tại vì anh game nào cho nên làm không được. À là lưỡi hay quá. Nếu được nghĩ có thể làm tốt hơn thì là có thể. Hay ta. Mà thấy thế ta là cái bát thua không? Hát. Lát liền cái chứ. Cái này nó là tập quan trọng của nó kìa, phải chưa? Căng cực.
4 người 4 end game anh em ơi. Không có nhây nha, chơi game không có nhây nha. Giờ chiến thắng là tất cả nha. 27 phút full đồ ok. Có ao hả? Bị kích hả? Xin lỗi được chưa? Cười người hôm trước hôm sau người cười đó. Hôm nay mình cười người ta, ngày mai mày bị kích thì sao? Không có được cười á. Chơi game tập trung vô, chơi game tập thể vô, đồng đội vô xíu, gồng 4 nè. Tại sao phải đẩy cái quay này lên thì nó sẽ ly gift đúng chưa? Mình ra mình ăn gồng 4 cái quay để yên đi. Rồi mình ăn gồng 4 xong mình chạy ra là mình sẽ được tích hai quay đúng chưa? Giờ còn có quay à. Đó, xong quay này chạy lên nó đẩy luôn trong khi mình đang ăn gồng nè. Cái mình không có trụ được. Thấy dở chưa? Nè nó đẩy xong quay nè. Tất cả là đại KCT. Pha nó giữ lại đi là lấy được trụ rồi, giờ còn gift đâu lấy. Phải đợi quay sao nữa. Đấy, vậy ta nói. Thấy không, giờ phải đợi tốn thêm 30 giây để đợi cái quay tới nữa. Thằng em Vinboy Cúc Hà Đe. Không em bảo nha, thấy chưa, phải tốn thời gian vô. Lên lấy cái trụ này xong về anh em. Lấy trụ được mà. Lấy trụ này ăn ba con sao. Mấy cái quay nó không có gì mà phải đẩy hết á. Mà tập trung xử lý kỹ năng cái. Độc ác. Hiểu không? Anh em hiểu gì cuối game không? Không hiểu thì tôi phân tích lại. Mấy quay nó mục đích mình đẩy lên không có làm gì hết á. Nó chỉ khiến cho tụi mình tốn thời gian thêm một phút thôi. Mình phải ăn gồng trước ở quay nó cứ để yên thôi. Để quay sau tới mình tích hai quay vô bích trụ. Nếu mình đánh giả mà phải đá bước ra bước cái trụ. Ra mình bước cái trụ. Xong mình biến về mình ăn bagon. Còn nếu mà bên kia nó lỗi là mình băng trụ nó mình end luôn. Mình chơi Saiya mình sẽ lên phong thần kiếm hoặc là lưỡi hái đầu tiên nha. Nhưng mà tôi đánh giá cao cái phong thần kiếm. Mình lên phong thần kiếm thì mình sẽ cầm bước chân. Là cầm nhiệt độ thì tôi nghĩ là bước chân với phong thần kiếm nó sẽ ngon nhất. Xong rồi nếu mà anh em cầm bước chân á thì anh em lên phong thần kiếm, còn anh em cầm nhiệt độ thì anh em lên phong thần kiếm hoặc là cái lưỡi hái đều được. Món hai nếu mà team bên kia nó sát thủ nhiều nè, sát thủ là đúng không, với mấy con kiểu cơ động á, máu giấy này nọ, mình lên cung lên để mình tự chơi, mình tự bảo vệ mình cũng như là mình dứt điểm đối thủ. Còn ví dụ team đội hình đó là Kassante top, vua công gần mid Galio kiểu vậy, mình sẽ lên phong thần kiếm món đầu, rồi món hai mình sẽ lên đảng đao, món ba mình sẽ lên mộc diệt nếu mà tăng cơ. Cảm ơn Lâm nha. Hiểu chưa, hiểu chưa? Nếu mà gặp tăng cơ thì mình sẽ lên đảng đao với lên mộc diệt, còn nếu gặp máu giấy thì mình sẽ lên phong thần kiếm khuôn linh. Ok, cần hút máu thì lên huyết kiếm, còn cần sống sót thì lên đấu thủ. Giờ game này mình chơi là mình phải lên đồ theo tình huống á, chứ mình không có vô cực thì giờ lên cho con nào. Vô cực giờ lên cho Afe nè, Zenith nè. Ok chưa? Anh em ấn subscribe kênh cho đâu chưa? Giúp đỡ có nút vàng nè, đó cần khoảng 900 subscribe nữa thôi, chứ không phải 900 ngàn đâu anh em. 900 subscribe à, là có nút vàng à.